Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món tàu hủ nước đường hay còn gọi là tàu phớ. Và để làm món này thì mình đã chuẩn bị ở đây 120g đậu nành, mình đã ngâm được 6 tiếng và mình đã vo sạch và để ráo. Nếu các bạn có thời gian thì mình ngâm lâu hơn cũng được nha, khoảng 8 tiếng. 300ml nước, 1,1 lít nước, 150g đường thốt nốt, 40g gừng mình đã cắt lát, 1/3 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước. Và mình sẽ sử dụng đường nho để làm tàu hủ nha các bạn. Làm đường nho thì nó sẽ an toàn hơn đó. Một bó lá dứa nhỏ như thế này. Rồi các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thôi. Đầu tiên mình sẽ cho hết cái phần đậu nành này, mình xay với một ít nước cho cái phần đậu nành này thật là xay thật là mịn nhuyễn nha các bạn. Mình chỉ đổ xăm xắp nước cho đối với cái mặt đậu và mình xay cho thật là nhuyễn luôn. Sau khi xay nhuyễn rồi mình có thể cho thêm một ít nước vào nữa nha. Mình sử dụng 1,1 lít nước với 120g đậu nành nha các bạn. Sau khi xay xong cái phần đậu nành đầu tiên này thì mình sẽ lượt qua cái rây có lót cái vải màu, vải mùng đó các bạn, để cho cái phần sữa đậu nành của mình nó hoặc là không còn cặn gì luôn. Mình dùng cái muỗng như thế này để mình làm sữa đậu nành cho nó dễ chảy nước xuống hơn đó. Còn không thì các bạn hãy bóp cho nó thật là ra hết nước luôn nha các bạn. Mình bóp như vậy thì cái phần nước nó dễ ra hơn. Cứ tương tự làm cho hết cái phần sữa đậu nành đó. Rồi cái phần bã đậu nành thì mình sẽ xay tiếp với cái lượng nước còn lại nha các bạn. Và mình cũng lượt qua đây và vải mùng y chang như cái lần đầu. Và mình sẽ làm cho đến khi hết cái 1,1 lít nước nha. Rồi mình cho hết cái phần nước sữa đậu nành vào trong cái nồi. Mình hớt bọt đi nha các bạn. Và mình nấu với lửa vừa. Cho vào đây bó lá dứa để cho cái phần sữa đậu nành mình nấu nó được thơm đó. Trong quá trình nấu thì các bạn nhớ phải khuấy nha các bạn. Mình nấu với lửa vừa cho cái phần nước sữa đậu nành nó sôi lên. Cái phần lá dứa này mình nấu được một lúc rồi nè, mình lấy ra nha các bạn. Mình cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối nha các bạn. Và mình sẽ khuấy đều cho muối tan đều với lại phần sữa đậu nành của mình. Và mình sẽ nấu cho đến khi cái phần sữa đậu nành này sôi lên. Và khi nó sôi thì mình sẽ để khoảng từ 3 đến 4 phút rồi mình mới tắt bếp nha. Các bạn nhớ khuấy đều để nó không bị khét đít. Vì nó nếu mà khét ở phía dưới thì uống vô nó sẽ không có tốt đó các bạn. Đây là 2 muỗng cà phê nước. Mình sẽ cho vào đây 2/3 muỗng cà phê đường nho nha. Sau đó thì mình sẽ lắc lên cho cái phần đường này nó tan với lại phần nước. Khuấy lên luôn cũng được. Mình cho vào trong cái tô để mà mình đựng tàu hủ đó các bạn. Mình phải thoa đều cái phần đường nho, nước đường nho này lên tất cả cái bề mặt ở phía trong của cái phần tô này, cả cái thành luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình đổ sữa đậu nành một cách dứt khoát vào trong cái tô này. Mình dùng nắp đậy lại và lấy một cái khăn để lên trên để giữ ấm cho cái phần sữa của mình đó, để nó đông lại. Mình sẽ ủ 1 giờ cho cái phần sữa đậu nành này đông lại thành tàu hủ nha. Mình cho hết 300ml nước vào trong cái nồi. Cho hết 150g đường thốt nốt. Sau đó mình bắt lên bếp, mình nấu cho cái phần đường thốt nốt này nó tan đều ra và cái phần nước đường của mình nó sôi lên nha. Đường đã tan hết và phần nước của mình đã sôi. Thì bây giờ mình sẽ cho hết cái phần gừng vào nha các bạn.
Sau khi cho gừng vào thì mình để khoảng chừng thêm 3 phút nữa cho cái phần gừng nó ra cái chất của nó đó, thì cái phần nước của mình nó sẽ thơm mùi gừng rất là ngon. Sau 3 phút thì mình sẽ tắt bếp và mình để cho nó nguội nha các bạn. Đây, cái phần tàu hũ mình đã ủ được 1 giờ, bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem nha. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong phần nước đường và phần tàu hũ như thế này đây. Nhìn rất là ngon rồi đó. Mình chuẩn bị một cái giá mình đã đập cho nó mỏng bằng phẳng như thế này nào, để mình múc cho nó dễ đó các bạn. Mình sẽ múc tàu hũ vào từng chén nha. Rồi bây giờ mình cho nước đường vào luôn nha các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món tàu hũ nước đường, hay còn gọi là tàu phớ, một món ăn cực kỳ ngon và lại rất là đơn giản. Các bạn có thể ăn nóng hoặc ăn lạnh đều rất là ngon luôn. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món tàu hũ nước đường hay còn gọi là tàu phớ. Rồi bây giờ sau 3 lần thất bại, bây giờ mình đã làm được thành công rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Nhìn rất là đẹp và rất là ngon. Cái miếng tàu hũ của nó rất là chắc chắn nè. Đợt trước mình làm thì cái tàu hũ nó rất là bở luôn, với lại nó bị chua đó các bạn. Đợt này mình làm mình không có bỏ bột gạo vô. Mình ăn thử nha. Trời ơi, mừng quá mấy bạn ơi. Cái phần đậu hũ của mình nó không có bị chua, ăn rất là ngon luôn. Cái phần nước đường thì rất là vừa phải, nhưng do là cái phần tàu hũ của mình nó có bị chảy nước ra đó, mình múc thì nó có dính nước, bởi vì cái phần nước đường nó hơi bị loãng ra đó. Wow, tàu hũ thì rất là mềm và phần nước đường thì ăn rất là vừa, và cái phần gần thì ăn rất là thơm các bạn, rất là ngon. Cái này nếu mà còn nóng thì ăn ngon lắm á, hoặc là mình để vô lạnh mình ăn cũng được nữa. Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món tàu hũ nước đường hay còn gọi là tàu phớ. Sau 3 lần thất bại thì mình đã làm được rồi đó các bạn ơi. Và kinh nghiệm rút ra đó là mình không có bỏ bột gạo vào, mình chỉ nấu giống như là nước sữa đậu nành, rồi sau đó mình sử dụng nước đường nho mình đông đặc nó lại thôi. Rồi mình chúc các bạn sẽ làm thành công và có một món tàu hũ nước đường hay còn gọi là tàu phớ thật ngon để chiêu đãi cho gia đình. Nếu bạn thấy thích video thì hãy cho mình một like và chia sẻ video cho nhiều người cùng biết. Còn nếu bạn chưa là thành viên của kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh kèm theo cái chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới trên kênh nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye.